Dạ vâng, mến chào quý chị em, thì chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh xe đẹp giá rẻ của Toyota Bình Dương. Thì hôm nay em lên cho nhà mình một mẫu xe 7 chỗ, gầm cao, máy thốn, máy dầu. Xe này là nói là chạy, nếu mà chạy dịch vụ là số dắt luôn bà con, cực kỳ tiết kiệm nha. Máy dầu, xe trang bị trên mình hộp số sàn, động cơ máy dầu diesel turbo, chạy chỉ có 6 lít dầu cho 100 cây số thôi. Là một huyền thoại của dòng Toyota, đó là Fortuner. Đấy, màu ghi bạc, màu sơn xịn nha. Xe này các em có cho quý anh chị là nước sơn zin của nó còn lên 85%, không taxi và đặc biệt là không dịch vụ. Xe lên cho nhà mình xi nhan gương đầy đủ nè, đồ chơi nè, ghế lót sàn, đặc biệt tặng thêm cho nhà mình một bộ lót sàn nữa nè. Đấy, một bộ lót sàn nữa nè. Đấy, bộ ghế có theo logo Fortuner. Xe rất đẹp, đời 2009, trang bị phanh ABS túi khí. Túi khí nè, màn hình OLED Pro, cam hành trình. Xe lên full bộ trần ghế sàn 3D. Bây giờ nếu mà bộ này mắm mắm cũng phải chục triệu rồi bà con. Đó, sàn nè, ghế nè, trần luôn. Đấy, là nguyên một cơm lê một màu luôn, kem nâu, cà phê. Đấy, nếu mà bộ này mắm mắm bây giờ cũng phải là chục triệu nha. Bộ ghế, bộ sàn, bộ trần. Và có hai màn hình gối, hai màn hình gối LCD. Đó, hai màn hình gối LCD. Đấy, xe khá là đẹp, máy dầu nha, chạy cực kỳ tiết kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và dòng này bà con coi keo sùng chỉ rất là đẹp luôn đó, bà con coi nè. Đấy, keo sùng chỉ là miễn bàn. Đấy, nổ không với rỉ sét, nổ không với mùng một. Gầm bệ của nó đây, đấy, gầm bệ của nó đây đó, bà con coi đẹp chưa, rất là tuyệt vời nè. Đó, rất là tuyệt vời cho quý bà con quý anh chị luôn đó, rất đẹp nha. Đó, rồi xe full màn hình cam lùi, cam hành trình. Đấy, full đồ chơi cho quý bà con. Đó, chiếc này thì em để cho bà con với cái giá gọi là tri ân khách hàng, cuối tháng đầu tháng tri ân khách hàng tuột quốc ép luôn. Nói cái giá này là bất ngờ luôn bà con. Thị trường chiếc này nếu mà chỗ khác người ta sẽ kêu là tầm gần 400 hoặc 400 hơn cho bà con trẻ. Em để cho bà con với cái giá là 369 triệu thôi, bật ngửa bật nghiêng chưa, một cái ghế, một cái giá gọi là ưu đãi cho quý bà con, khách hàng thân thiết, 368 triệu. Bà con không nghe làm đâu, 368 triệu thôi. Đấy, bà rút hồ sơ gốc cho bà con, bà con về là sử dụng, không phải làm gì thêm nữa. Đấy, tặng đồ chơi cho bà con hết luôn, lót sàn, lót ghế, lót bọn, lót trần, máy móc bảo hành cho bà con 6 đến 12 tháng, bao xài, bao lên đời, bao đổi trả. Và bên em nhận thu mua cáp đổi các dòng ô tô đã qua sử dụng từ 4-7 chỗ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đấy, bà con muốn lên đời đổi xe, hoặc là bà con có người thân nào bán xe, giới thiệu bên em mua hoặc bán được xe, em sẽ gửi cà phê đến cho quý bà con nhà mình. Đấy, và từ 3 đến 5 triệu. Xe rất là đẹp nha bà con nha, 2009 nè, đăng kiểm 1 năm, xe dán full phim cách nhiệt, bà con mua về là sử dụng, không phải làm gì thêm nữa, khá là đẹp. Đây, ba máy móc nè, phanh ABS nè, chống phanh bớt cứng cài 4 bánh nè bà con. Đấy, xe trang bị cho mình hệ thống turbo tăng áp nha. 100 cây số thì nó tiêu hao khoảng tầm 6 lít dầu đây. Đây là hệ thống turbo tăng áp của xe. Đấy. Đó, tờ bấm turbo tăng áp của xe. Đấy, máy móc thì bên em cầm bảo hành rồi. Đấy, bao xài bao lên đời bao đổi trả. Máy móc mọc bên em chưa có gọi là bùa phép gì nha, mua về có sơ bán gì. Bà con coi nè, hệ thống dầu bếp của nó nè, hệ thống biết dầu của nó nè. Đấy, đẹp chưa, máy móc rất là đẹp luôn. Đó, máy móc cực kỳ đẹp, chỉ có 368 triệu thôi, bà con không nghe làm đâu, quá rẻ luôn. Mức giá này là hiện tại là chưa bao giờ có luôn. Xin xe trực tiếp tại Dĩ An, Bình Dương nha. Số điện thoại là 0972 147 247, nhận thu mua trao đổi luôn. Rồi, nói về Innova là thiên đường. Từ 2008 nè, 2014 nè, 2013, 2015 đủ màu. Và 2017 420 đồng giá cho bà con lựa chọn. Đấy. Và nói về xe giá rẻ từ 200 mấy đến 100 mấy thì thôi đây. Một hàng dắt từ dưới lên trên. Đấy, từ 255 đổ lên. Đó, bà con thích mẫu nào có đến trực tiếp xem, 2013 245. Rồi, bà con có đến trực tiếp cửa hàng xin xe giùm em nha.